Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng hỗ trợ tài chính cho ba quốc gia ở Nam Phi bị tàn phá bởi bão Idai. Liên Hợp Quốc kêu gọi gần 282 triệu đô la để đáp ứng nhu cầu cấp bách trong 3 tháng tới tại Mozambique, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Lời kêu gọi cũng sẽ được đưa ra cho Malawi và Zimbabwe trong những ngày tới. Những trận cuồng phong và mưa lớn của cơn bão Idai đã giết chết ít nhất 750 người ở Mozambique và hai nước láng giềng ở Malawi và Zimbabwe, khiến hàng trăm ngàn người mất nhà cửa. Một toán nhân viên người Trung Quốc nằm trong số những người làm việc để ngăn chặn sự lây lan của các căn bệnh có khả năng gây tử vong như dịch tả và sốt rét, đặc biệt là ở thành phố Beira của Mozambique, nơi công tác phục hồi đang được giáo diết tiến hành. Mỹ và các cơ quan đối tác cũng đang hỗ trợ các cộng đồng bị ảnh hưởng. Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế cũng đang kêu gọi cung cấp 30,5 triệu đô la viện trợ cứu sinh cho 200.000 người sống sót, dễ bị tổn thương nhất ở Mozambique. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết họ sẽ cung cấp 6,5 triệu đô la hỗ trợ nhân đạo ngay lập tức cho Mozambique.